Sau bao lâu, Shark Dung Nguyễn sẽ tiếc 7 tỷ đầu tư của mình? Đừng quên bấm đăng ký để nhận thông báo và đón xem những video thú vị tiếp theo nhé! Shark Tank Việt Nam thương vụ bậc tỷ vừa đánh dấu sự trở lại của mùa thứ hai một cách không thể thu hút sự chú ý hơn, khi cả năm cá mập đều tranh giành đầu tư cho một dự án startup về Influencer Marketing Platform. Điều đáng chú ý là so với cùng kỳ gọi vốn ban đầu của founder Shark Dũng, tức Dung Nguyễn, giám đốc quỹ đầu tư Cybergen Việt Nam và Thái Lan, cá mập mới của mùa thứ hai đã chốt thương vụ với con số gấp 6 lần, 7 tỷ đồng. Kết quả này làm cho thương vụ được chú ý hơn cả và thực sự rất viral trong vòng 24 giờ. Nhưng giữa sức nóng của kỷ lục mới này, các chuyên gia trong lĩnh vực Influencer Marketing lại cho rằng Viral Works không bùng nổ đột phá và không đáng để sâu xé đến thế. Trần Tuấn Thành, CEO của ITBiz thì cho rằng những ai trong nghề sẽ thấy Viral Works không béo ở như các ảo giác đang được tạo ra. Đúng xu thế nhưng không hề đón đầu xu thế. Vào thời điểm Lê Hồng Thảo Quyên lên thuyết trình về platform đầy tiềm năng của mình, trên thế giới, Influencer Marketing đã rất thịnh hành và phát triển với những cái tên điển hình như Affluent, Refluent, Hip, Brand Baker. Còn tại Việt Nam, cuộc chơi Influencer Marketing đã ghi nhận những Hip, Social Hip, MAF, ITB với 2-3 năm kinh nghiệm thực chiến, sở hữu các network đủ rộng và kinh qua hàng trăm campaign trong lĩnh vực. Nhưng SME chưa nhận ra Influencer Marketing là vẻ đẹp của sân khấu hiện tại. Khi được truyền cảm hứng qua Shark Tank về Viral Works, chắc chắn sẽ không khỏi kỳ vọng. Nhưng với những người trong lĩnh vực, thậm chí chỉ từng triển khai loại hình tiếp thị này, sẽ có cùng suy nghĩ. Viral Works theo xu thế nhưng sinh sau đẻ muộn, họ có gì nổi bật để bù lại hay không? Không đưa ra được USP, Unique Selling Point. Nếu xem xét kỹ lưỡng thương vụ này, bạn sẽ thấy, mặc dù rất lôi cuốn, Thảo Quyên đầy bản lĩnh chỉ ra tiềm năng của thị trường, những con số cơ bản ai cũng có thể có, giải đáp được hầu hết các câu hỏi của các cá mập, nhưng cô lại không chỉ ra được những điểm then chốt giúp Viral Works thành công. Yếu tố cốt lõi của Influencer Marketing là người ảnh hưởng. Chưa nói đến việc mai mối influencers với brands, trước hết, bạn phải có hoặc có khả năng kết nối networking với một cộng đồng KOLs đủ lớn và đa dạng để có được những deal tốt, tối ưu chi phí và hiệu quả. Điều này thực sự không phải là dễ dàng. Quá trình tìm hiểu, theo dõi, đánh giá, kết nối, duy trì và phát triển một cộng đồng người ảnh hưởng với phong phú các lĩnh vực, đa mức độ ảnh hưởng thường rất mất thời gian, thậm chí thời gian cũng không đổi được. Đơn cử để sở hữu những cộng đồng mạng có ảnh hưởng như Facebook hiện nay và khả năng kết nối với hơn 3.000 KOLs, ITB đã mất tới 2 năm liên tiếp để gây dựng điều đó. Có nguồn tài nguyên influencer không thể mua ấy đã khó, việc kết nối các influencer với brand lại là một bài toán nhiều thách thức. Quyền không chỉ ra rằng những tiêu chí định giá cũng như xác định người ảnh hưởng phù hợp là cơ chế để influencer thực sự match với brand của Viral Works. Có lẽ do các cá mập không đề cập đến, nhưng dựa trên thực tế quản lý tới hàng ngàn KOLs và triển khai các chiến dịch lớn nhỏ khác nhau, những người có kinh nghiệm trong nghề này đều phải thừa nhận, xác định các tiêu chí định giá, xây dựng các thuật toán, công cụ để influencer match với brand là khâu tốn nhiều chất xám nhất, đặc biệt là khi nhiều chiến dịch cộng đồng active, một chiến dịch cần kết nối có khi lên đến hàng trăm KOLs và độ phù hợp của KOLs với thương hiệu thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố luôn luôn thay đổi khác như độ hot của influencer hay sự thay đổi của xu hướng thị hiếu, thuật toán của Facebook. Đến thời điểm này, không có một công cụ hay một thuật toán nào có thể tự động match influencer với brand một cách chuẩn xác. Tôi rất tò mò cách mà Viral Works vận hành. Nếu chỉ đưa cho nhãn hàng những gợi ý dựa trên lượt followers hay thậm chí lượt tương tác trung bình trên bài viết của influencers, Viral Works sẽ không giải quyết được bài toán tối ưu chiến dịch cho doanh nghiệp, anh Thành chia sẻ. Như vậy, bài toán đặt ra rằng nguồn influencers và thuật toán của Viral Works như thế nào, có đủ tin cậy và sức cạnh tranh hay không? Trong khi Viral Works mới chỉ được trình làng vào đầu tháng 7 năm 2018, muộn hơn rất nhiều so với những tên tuổi thành công như Social Ed, ITBiz khoảng từ 2-3 năm trên thị trường. Có nghĩa, khi những người đi trước đã trải qua nhiều bài test, tìm ra lời giải và đang đưa vào nền tảng vận hành ngày một mượt hơn, có được niềm tin nhất định từ cả brand và influencer, thì Viral Works mới chỉ đang đặt những viên gạch đầu tiên cho ước mơ đế chế của mình. 50.000 đô la Mỹ không làm được cái gì, đến 300.000 đô có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu.
trong bất cứ một lĩnh vực nào, đặc biệt là kinh doanh, tôi không tin ai cả. Sharp Phú chọn mặt gửi vàng cho những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm và nền tảng chắc chắn được xây dựng cần mẫn nhiều năm, chắc hẳn thuyết phục hơn so với gửi gắm thương hiệu, thông điệp, ngân sách và những ý tưởng xa rời thực tiễn. Chúng ta không phủ nhận tiềm năng của ngành này, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được tiềm năng thực sự của Viralworks. Và khi đó, không phải 50.000 đô không làm được cái gì, có lẽ đến 300.000 đô cũng chẳng thấm vào đâu. Điều tiếp theo mà chúng ta quan tâm có thể sẽ là khả năng gọi vốn trong những vòng gọi vốn tiếp theo của dự án Viralworks này là bao nhiêu. Và sau bao lâu thì Shark Dũng sẽ thấy trổ dạ khi mạnh tay chi bạo như thế. Từ AD, theo Nhịp Sống Kinh Tế, đừng quên bấm đăng ký để nhận thông báo và đón xem những video thú vị tiếp theo nhé.